Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành Trang Du Học. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là phần thông tin du học. Singapore là một quốc gia với nền giáo dục tiên tiến. Nơi đây có mật độ dày đặc các trường chất lượng cao và có nhiều yếu tố để các trường đại học chất lượng cao quyết định đầu tư vào Singapore. Các trường có tiếng trên thế giới đã hiện diện tại đây từ lâu. Chỉ với số dân hơn 4 triệu người, Singapore đón nhận hàng chục trường đại học tiếng tăm để đào tạo các lĩnh vực rất phong phú. Trong số các trường danh tiếng đó, có những trường đã thiết lập học xá riêng của họ và các trường khác hiện diện thông qua sự hợp tác với các trường có chất lượng cao của đất nước Singapore. Việc xuất hiện thêm nhiều trường hàng đầu khác càng tăng thêm độ hấp dẫn của nền giáo dục Singapore. Chưa kể đến rất nhiều trường đại học có chất lượng tốt từ Anh, Úc, Mỹ cho phép các trường tư nhân của Singapore tổ chức các chương trình liên kết đào tạo sinh viên với bằng cấp từ các trường này. Quý vị và các bạn thân mến, thị trường lao động cạnh tranh ngày nay đòi hỏi các ứng viên phải có những khả năng vượt trội. Và việc có được một tấm bằng cấp có chất lượng quốc tế sẽ giúp cho bạn làm đẹp hơn cái sở yếu lý lịch của mình, thể hiện được với các nhà tuyển dụng rằng bạn là người có năng lực, quyết tâm học hỏi, tính độc lập cao và có khả năng đáp ứng được những yêu cầu của họ. Và hơn thế nữa thì khả năng ngoại ngữ của bạn cũng sẽ giúp cho bạn có thể dễ dàng hơn trong việc là trúng tuyển vào những ngành mà đòi hỏi phải có trình độ ngoại ngữ. Chính vì lý do đó mà hiện nay thì các quốc gia như là Mỹ, Úc luôn là lựa chọn hàng đầu của các bạn du học sinh Việt Nam khi mà lựa chọn cái điểm đến để du học. Tuy nhiên thì không phải là gia đình nào, những bạn học sinh nào cũng có đủ những cái khả năng tài chính để thực hiện ước mơ đó. Vậy thì với những bạn mà không đủ khả năng tài chính thì sao? Các bạn nên chọn những hướng như thế nào? Trong chương trình Hành Trang Du Học ngày hôm nay thì các chuyên viên tư vấn đến từ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ chia sẻ với chúng ta những vấn đề này. Rất cảm ơn những vị khách mời đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên Ngọc Châu sẽ được dành cho chị Sa, đó là dạo gần đây thì du học Úc cũng được khá nhiều những bạn sinh viên Việt Nam lựa chọn để làm cái điểm đến du học của mình. Tuy nhiên thì không phải là bạn nào cũng có đủ những cái khả năng tài chính của mình để thực hiện được cái ước mơ là sẽ đến với Úc để du học. Vậy thì với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn du học thì công ty Tân Đại Dương có những cái giải pháp nào để giúp cho các bạn sinh viên vẫn có được cái cơ hội để sở hữu những cái tấm bằng cấp quốc tế của những trường đại học Úc mà không cần phải du học Úc không ạ? Đối với những bạn mà muốn có tấm bằng đại học của các trường Úc nhưng mà gia đình không đủ tài chính thì các bạn cũng có thể chọn du học ở Singapore. Mà trường mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu với bạn đó là trường Academic Australasia. Đây là trường thuộc tập đoàn giáo dục của Academic Australasia của Úc, một tập đoàn giáo dục đặc thù và với kinh nghiệm là hơn một thế kỷ qua. Và trường cũng đã vinh dự là đạt được cái chứng nhận EduTrust. Và ngoài ra thì trường cũng đã đạt được sự tín nhiệm của các bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh và người bảo trợ cho sinh viên. Và khi tới học tại trường thì các bạn cũng có thể là chọn học các chuyên ngành như là quản lý kế toán tài chính, hay là học mà quản lý kinh doanh, hay là quản trị kinh doanh, marketing, hay là kỹ thuật công nghệ, hay là công nghệ thông tin. Ngoài ra thì trường cũng đào tạo các chuyên ngành như là quản trị nhân lực, hay là dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Và hiện tại thì Tân Đại Dương chúng tôi đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường này tại Việt Nam. Thông tin chi tiết thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới công ty Tân Đại Dương để biết thêm chi tiết về trường rõ hơn. Bên Singapore thì cũng có những cái trường công lập và những trường tư thục. Tuy nhiên thì những cái trường công lập bên Singapore thì cái yêu cầu đầu vào cũng khá là khó. Mà theo như Ngọc Châu được biết rằng là những cái trường tư thục bên Singapore cũng có những cái khóa huấn luyện để mà luyện thi vào những trường công lập này. Vậy thì với trường Academy Australasia mà chị Sa vừa nhắc tới thì có những cái khóa luyện thi này hay không ạ, thưa chị Trúc? Cảm ơn câu hỏi của anh Châu. Thì hiện tại thì trường Academy Australasia có các khóa luyện thi Cambridge, GCE, O-Level. Ngoài ra thì trường cũng có các khóa luyện thi ngắn hạn vào các trường công lập như là khóa 3 tháng thì học phí sẽ là 4.025 đô la Sing, khóa 6 tháng thì học phí sẽ là 6.800 đô la Sing. Và mọi thông tin chi tiết về điều kiện nhập học cũng như chi phí thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để các nhân viên tư vấn có thể tư vấn cho các bạn cụ thể hơn nhé. Xin được cảm ơn những cái thông tin mà chị Trúc vừa chia sẻ. Còn với chị Ly thì theo như Ngọc Châu được biết, hiện nay thì thị trường lao động đang nở rộ một cái ngành mà được xem như là khá là nóng mà được nhiều bạn trẻ yêu thích, đó chính là cái ngành học kế toán ICCA. Vậy thì chị Ly có thể giới thiệu cho những bạn sinh viên được biết rằng là những cái trường nào tại Singapore đang đào tạo ngành học này ạ?
Hiện tại thì rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đang quan tâm đến cái chuyên ngành này. Thì Tân Đại Dương hôm nay muốn đến giới thiệu với các bạn về cái chuyên ngành, một cái ngôi trường ở Singapore chuyên đào tạo về cái chương trình kế toán. Và khi các bạn ra trường thì các bạn sẽ được cấp bằng của ACCA. Thì Tân Đại Dương muốn giới thiệu với các bạn cũng là đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường này tại Việt Nam. Đó là trường AEC College. Thì cái trường này là một trong ít trường tại Singapore đạt chứng nhận EduTrap 4 năm. Thì đây là một cái chứng nhận tư thục cao nhất tại Singapore. Thì ngoài cái chương trình là BTEC thì trường AEC còn liên kết với các trường đại học nổi tiếng. Khi mà các bạn đến với trường AEC College thì các bạn chỉ học 2 năm thôi thì các bạn sẽ được cấp bằng cao đẳng nâng cao và có thể chuyển tiếp năm cuối sang các trường đại học của đối tác. Thì học viên khi học tại AEC College thì sau 3 năm thì các bạn sẽ có tấm bằng cử nhân, nhưng mà chi phí sẽ tiết kiệm so với các nước là Anh, Úc. Thì đây là một cái lý do mà ở nhiều bạn sinh viên Việt Nam lựa chọn muốn đi du học nước ngoài để tiếp cận một cái nền giáo dục của thế giới được cái bằng cấp công nhận mà không đáp đủ tài chính so với các nước là Anh, Úc. Thì chương trình của AEC được đào tạo như là một cái chương trình của Anh Quốc. Với cái việc mà học đại học năm cuối tại AEC thì các bạn sẽ tiết kiệm chi phí so với các nước khác cũng như là các cái chương trình đại học thông thường ở Mỹ, ở Việt Nam và các nước châu Âu. Đây cũng là một cái lý do mà các bạn Việt Nam cũng là chọn học nhiều ở AEC. Ngoài ra thì trường AEC còn rất là nhiều chuyên ngành để cho các bạn có thể lựa chọn. Đó là ngành thiết kế truyền thông, hay là ngành quản lý du lịch khách sạn, hay là ngành quản lý bán lẻ siêu thị. Đối với những bạn mà muốn đăng ký chương trình thạc sĩ MPA thì có thể đăng ký vào trường AEC này được không? Và các điều kiện đầu vào như thế nào? Thời gian học bao lâu thưa chị Sa? Mới đây thì trường AEC cũng đã giới thiệu chương trình MBA dành cho những bạn muốn học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh. Và chương trình được giảng dạy tại campus của trường. Điều đặc biệt đó là khi các bạn theo học tại chương trình này thì các bạn sẽ được nhận bằng của trường đại học Yale Newport của Anh Quốc cấp. Đây là trường đại học là nổi tiếng và có uy tín thuộc loại nhất ở xứ sở Yale này. Yêu cầu đầu vào của chương trình này đó là yêu cầu là bạn phải tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng và bạn phải có ít nhất là 5 năm kinh nghiệm. Điểm IELTS của bạn phải là 6.5 và các bạn sẽ học trong vòng là 18 tháng, bao gồm 12 tháng lý thuyết và 6 tháng làm báo cáo luận án. Ngọc Châu cũng được biết rằng hiện nay có một số những cái ngành nổi trội được các bạn trẻ Việt Nam rất là yêu thích và lựa chọn. Có thể kể đến như là những ngành là quản trị du lịch nghỉ dưỡng, quản lý sự kiện chiến lược, ngành quản lý khách sạn quốc tế và còn rất nhiều những ngành khác nữa. Và theo như Ngọc Châu cũng được biết là trường School of Hospitality thì có đào tạo những ngành này. Vậy thì các cái chương trình học và điều kiện đầu vào tại trường này thì như thế nào thưa chị Liên? Hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn về cái chuyên ngành mà các bạn thường quan tâm đến như là ngành du lịch và nghỉ dưỡng, quản lý sự kiện hay là du lịch khách sạn tại Singapore, đó là trường SDH. Thì cái trường này khi mà các bạn học tại Singapore thì cái chương trình sẽ được liên kết với các trường và học viện tại Thụy Sĩ. Ngoài ra thì với cái sự dẫn dắt và hướng dẫn của các cái giảng viên chuyên nghiệp và họ cũng là những người giữ vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp du lịch thì họ cũng làm việc ở các cơ sở hàng đầu của thế giới. Thì cái chương trình đào tạo của trường SDH thì có các chương trình là cao đẳng và cao đẳng nâng cao cho các bạn là cái chuyên ngành quản lý sự kiện hay là du lịch và nghỉ dưỡng hay là ngành du lịch và khách sạn hay dịch vụ VIP. Nếu mà các bạn chưa có Anh văn thì các bạn có thể học tại trường, thì trường có chuyên ngành để mà đào tạo các bạn khi mà các bạn chưa có tiếng Anh đầu vào. Thì sau đó khi mà các bạn muốn tiếp lên chương trình thì trường cũng có cái chương trình bậc cử nhân đối với cái ngành là du lịch khách sạn quốc tế, thì thời gian học là 27 tháng và các bạn sẽ có bằng A-level hoặc là tốt nghiệp trung học phổ thông, IELTS là 5.5. Còn mà đối với chuyên ngành như là sự kiện và kinh doanh hay là sự kiện và chiến lược hay là quản trị du lịch và sự kiện thì thời gian học chỉ là 12 tháng, thì yêu cầu cũng là các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông IELTS là khoảng là từ 5.5 cho tới là 6.0. Còn đối với chương trình là sau đại học của ngành du lịch khách sạn thì thời gian học sẽ là 12 tháng, tốt nghiệp phải là cao đẳng hoặc là cao đẳng nâng cao của trường. Còn với chuyên ngành là thạc sĩ du lịch khách sạn thì các bạn phải tốt nghiệp chuyên ngành đại học IELTS là từ 6.0. Ngoài những cái ngành kể trên thì trường SDH còn đào tạo những ngành đặc biệt nào nữa hay không thưa chị Trúc, và chương trình học ra sao thưa chị? Ngoài những cái ngành mà chị Ly vừa chia sẻ ở trên của trường SDH thì trường còn đào tạo chuyên ngành quản lý sự kiện casino, và ngành này cũng có thể nói là một trong những ngành thế mạnh của trường, gồm những cái chương trình học như sau. Thứ nhất là chương trình chứng chỉ kỹ năng về sòng bạc.
Thời gian học sẽ là 6 tháng và yêu cầu là IELTS của các bạn phải là 5.5 hoặc là phải hoàn thành xong các khóa học Anh văn tại trường. Và chương trình thứ hai là cao đẳng quản lý sòng bạc, thời gian học sẽ là 9 tháng, điều kiện là các bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông, IELTS là 5.5 hoặc là phải hoàn thành các khóa học Anh văn tại trường. Và chương trình cao đẳng nâng cao về chuyên ngành quản lý sòng bạc thì các bạn thời gian học sẽ là 9 tháng, điều kiện là các bạn là phải trên 17 tuổi và phải hoàn thành xong cái khóa học cao đẳng IELTS là 5.5 hoặc là phải hoàn thành xong cái khóa học Anh văn tại trường. Ngoài ra còn có các chương trình đào tạo sau đại học về chuyên ngành quản lý sòng bạc thì thời gian học sẽ là 12 tháng và yêu cầu là các bạn phải tốt nghiệp đại học IELTS là 6 chấm hoặc là các bạn phải hoàn thành xong cái khóa học Anh văn tại trường. Ngọc Châu cũng được biết rằng là sau khi mà các bạn đã qua Singapore để du học thì các bạn phải sẽ phải hoàn thành một số những cái thủ tục, mà trong đó là sẽ có việc phải đi khám sức khỏe. Như vậy thì cái việc mà đi khám sức khỏe như vậy có ảnh hưởng đến cái việc là các bạn sinh viên được học tập tại Singapore hay không thưa chị Sa? Thực ra thì cái việc khám sức khỏe này là rất là bình thường và tất cả các bạn sinh viên mà khi qua học tại Singapore thì đều yêu cầu phải khám sức khỏe, và việc khám sức khỏe này thì được tiến hành là tại Singapore. Đây là cái thủ tục bắt buộc để các bạn có được cái student pass dành cho sinh viên và được học tập tại Singapore, và các trường mà bạn đăng ký thì sẽ hướng dẫn cho bạn các thủ tục cũng như là địa chỉ các phòng khám hay là bệnh viện để mà bạn có thể tới đó để kiểm tra sức khỏe của mình. Nếu sức khỏe của bạn kiểm tra bình thường thì không có gì đáng phải ngại, nhưng mà nếu như mà kết quả kiểm tra của bạn là nằm trong số 3 bạn như là HIV hay là bị lao phổi hay là có chất ma túy chẳng hạn thì yêu cầu là bạn phải về Việt Nam là chữa trị xong sau đó mới qua học tập tại Singapore được. Riêng đối với bệnh lao phổi, nếu như mà kết quả kiểm tra mà nhẹ thì bạn có thể là xin chữa trị tại Singapore, còn nếu như mà nặng thì bạn bắt buộc phải về Việt Nam để chữa trị. Bên cạnh việc chọn trường, chọn ngành thì một cái vấn đề mà các bạn học sinh cũng rất là quan tâm đó chính là chỗ ở cho du học sinh. Vậy thì công ty Tân Đại Dương có những cái hỗ trợ cho học sinh về cái vấn đề nhà ở hay không thưa chị Trúc? Nếu mà các bạn làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn book ký túc xá nếu như mà các bạn có yêu cầu. Và hiện tại thì Tân Đại Dương có liên kết với rất nhiều ký túc xá tại Singapore và đa dạng các dạng phòng, có thể là 1 người, 2 người hoặc là 4 người tùy theo các bạn sinh viên lựa chọn. Hoặc là các bạn có thể ở homestay hoặc là thuê căn hộ ở cùng với bạn bè. Ngoài ra thì Tân Đại Dương khuyên các bạn nên chọn nhà ở ở gần trường hoặc là gần trạm xe buýt, tàu điện ngầm để có thể tiện cho các việc các bạn đi học, vì những cái phương tiện đó là hầu như là sinh viên sử dụng thường xuyên nhất tại Singapore. Một cái vấn đề nữa cũng không kém phần quan trọng đó chính là dịch vụ đưa đón học sinh khi mà qua Singapore. Bởi vì một cái tâm lý chung đó là đối với những bạn học sinh mà lần đầu tiên ra nước ngoài để du học thì một cái cảm giác rất là bỡ ngỡ. Như vậy thì Tân Đại Dương có những cái dịch vụ hỗ trợ đưa đón sinh viên khi qua Singapore hay không thưa chị Ly? Các bạn hãy yên tâm về vấn đề này, thì Tân Đại Dương sẽ liên hệ trước để book ký túc xá, liên hệ với các cựu sinh viên hay là liên hệ để với các người là làm tại Singapore để mà có thể là đưa đón học sinh khi mà học sinh có nhu cầu. Thì ngoài ra để chuẩn bị kỹ lưỡng để học sinh trước khi mà bay sang Singapore thì Tân Đại Dương sẽ là hướng dẫn cho học sinh chi tiết là qua Singapore sẽ làm gì, gặp ai, ăn ở như thế nào và những cái hành lý cần mang theo ra sao để không phải bối rối ở những cái lúc ban đầu khi mà bước chân sang một cái đất nước xa lạ để du học. Rất cảm ơn những thông tin rất là thiết thực mà các vị khách mời đã đến tham gia chương trình và chia sẻ. Ngọc Châu cũng hy vọng rằng với những thông tin trên thì các bậc phụ huynh cũng như các bạn học sinh đã có thêm những thông tin thiết thực trong việc chọn trường, chọn ngành cũng như là những dịch vụ hỗ trợ của công ty Tân Đại Dương trong việc sẽ giúp cho các bạn học sinh khi du học tại Singapore. Và đến đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang du học. Chuyên mục Cẩm nang du học hôm nay xin chia sẻ với các bạn kinh nghiệm tìm nhà khi đến du học tại đất nước Singapore. Thứ nhất là tìm nhà qua mạng Renthouse của Singapore. Bạn sẽ được làm việc trực tiếp với chủ nhà mà không qua môi giới. Chỉ cần vào Google và gõ hai chữ Renthouse, bạn sẽ tự tìm ra một vài địa chỉ có ích chứa tất cả các dạng nhà tùy theo mức tiền và nhu cầu. Thứ hai là đi theo tư vấn và tìm nhà của các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Singapore. Đây cũng là cách được rất nhiều bạn lựa chọn. Hãy kết nối với Hội sinh viên Việt Nam đang du học tại Singapore để nhận được tư vấn chính xác và chân thực. Thậm chí bạn sẽ được đón từ sân bay và đưa về tận nhà khi sang Singapore, được giúp đỡ việc nhập trường và làm các thủ tục cần thiết. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Hành trang du học cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
SNTV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới.